Và xin chào quý thính chị nha. À, chị dẫn tôi. Dạ. Có một số các mới vừa tới. Dạ, má Dung. Mới vừa vô mà hết bỏ rồi, giờ ăn đỡ cũng còn. Dạ. Dạ. Chào cả nhà nha. À, chị thấy ngon không? Dạ, rất là ngon, phở rất là ngon. Dạ. Và hồi sáng là phở đặn luôn. Dạ. Hồi sáng là phở đặn luôn đó chị, đông lắm. Đông lắm, hồi sáng đông lắm. Mới 9 giờ là hết thức ăn rồi. Dạ. Bây giờ mới nấu tăng cường thêm cũng còn đó. Dạ. Cái nỗi mà Dương tất khổ, bỏ máy luôn. À vậy hả? Dạ, bỏ máy đi phụ luôn á. Bỏ máy vô phụ luôn. Dạ, bỏ máy chạy đi phụ luôn. Đây là hoa của bé Hương nè. Dạ, quá đẹp của chú anh chị. Dạ. Đây là hoa. Đây là hoa của Hương. Dạ. Mừng dạ. Khai trường Huế. Dạ. Mừng quá, bữa nay mừng quá. Mừng quá chị. Bữa nay mừng. Dạ, tối nay có chương trình. Tối nay có chương trình nhạc, tối nay nhạc rất là đông. Chị có tới không? Dạ Hương, chị có rảnh buổi sáng cho nên là buổi sáng. Buổi sáng. Dạ. Tối chị đi show rồi. À, tối nay có việc ở nhà. Dạ dạ. Tiếc quá. Không phải là ca sĩ cho nên là không có chạy show. Dạ. Dạ Hương là nhà tổ chức show. Dạ, nhà tổ chức show. Dạ. Có mời khách mình khác cho những cái show của Hương dạ. Vừa qua cho nên là chị đang biết nhau. Dạ. Khách mình mời Giáng Hương tới hôm nay khai trương. Dạ. Giáng Hương cảm ơn cả nhà nha. Dạ dạ dạ. 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 Thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Nhớ đến số 805 đường à. Đường rất nhiều quân rồi ta. À, dạ, đường Đoàn Nguyễn Tuấn. Đúng rồi, đồng. Đúng rồi, Đoàn Nguyễn Tuấn. Phương, xã Hưng Long. Dạ, ấp 4. Ấp 4. Hưng Long, xã... Xã Hưng Long. Xã Hưng Long, 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 rồi cảm ơn chị nhiều nha. Nha. À, chúc chị giàu giàu sức khỏe. À, tổ chức thật nhiều show. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. À, dạ. Có dịp nào tụi em tới quay show của chị luôn. Dạ, 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 cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn cô nha. Chào cả nhà, chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe. Dạ. Đây là ca sĩ Giáng Hương của chú anh chị. Thì hồi cũng vừa view cái cầu hai của chú chị ha. Cũng có nhiều nghệ sĩ lắm các cô chú anh chị. Thì mấy ca sĩ cũng vừa mới nổi thì họ cũng chưa biết gần ha cô chú anh chị. Mong chú anh chị có gì tận hưởng lượng lên trên số thoại ha. Đây là quán phở của anh Khánh Bình. Cũng có mấy hình luôn, hình lưu niệm của chú anh chị. Rồi đẹp luôn ha. Ở trong đây là quán phở. Còn cái cô á là mẹ của anh Thanh Bình ha. Còn hai chị gái là của ca sĩ. Còn hỏi thấy hai mấy quen quen lắm nghe cô chú anh chị nhưng mà hỏi không biết tên ha, tại vì cũng là tìm diễn viên trên ha. Chờ chị Giáng Hương về cô chú anh chị ha. Cái này còn đó.
mà anh chắc chắn là anh khánh bình nha cô chú anh chị. Nó bị cái khẩu trang, nó bị khẩu trang, nó bị khẩu trang. Rồi, trụng xương. Đó quay rồi, sáng vô trụng xương rồi, đang vô trụng xương. Vô à. Hai bịch xương nè cô chú anh chị. Chị hai kìa. Chụp cái chị hai tắm sữa nè. Chị đứng bên đây đẹp nè chị, đứng bên đây góc vô đó nè. Đây nè. Thấy không? Cái góc đẹp quá. Góc này đẹp. Rồi chị. Cả nhà đây là chị hai đứng bình. Thở ngon quá. Chị hai cho đây nó không phải không? Lát chị đi về có gì đâu, chụp cái số lại kìa, chụp cái số lại vô gì đó đúng không? À, cảm ơn. Ca sĩ nghệ sĩ quen không anh cô chú chị ha, đó sẽ hơi của cô. Nào, có quán mới khai trương nha, khai trương ngày 31/3 cô chú anh chị, phở hai tô, bún bò, cà phê máy lạnh, xương giường, thì chỉ có luôn anh cô chú anh chị, đó, có phở của anh Thanh Bình đây, rất đẹp luôn ha. Hai chị gái này là ca sĩ thì cũng hay quen lắm cô chú anh chị. À nãy có hỏi cũng review rồi. Rồi hỏi cũng xin kép lại video ha. Lại video của anh đây. Đây là video mong cô chú anh chị ủng hộ, cầu một like, đăng ký, bye bye cô chú anh chị nha. Có gì hỏi tiếp cô chú anh chị.